Thưa quý vị, thời gian gần đây không ít nông dân trên địa bàn tỉnh ta đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Cách làm này góp phần cung cấp sản phẩm nông sản an toàn tới tay người tiêu dùng cũng như phù hợp với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Mô hình trồng dưa hữu cơ trong nhà màng của anh Đinh Văn Hợp, thôn Đoài Khê, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp là một trong những điển hình như thế. Học nghề điện nhưng sau khi tốt nghiệp, anh Đinh Văn Hợp lại quyết định trở về quê hương lập nghiệp bằng nghề nông. Với diện tích đất đai của gia đình khá rộng rãi, anh đã quyết định xây dựng mô hình sản xuất các loại cây trồng theo hướng hữu cơ, trong đó có cây dưa lưới vàng và dưa chuột. Trước đó trên diện tích này là ao nuôi cá và thâm canh nhiều cây trồng khác, nhưng hiệu quả mang lại chưa như mong muốn. Anh Hợp bắt đầu tìm hiểu và bắt tay vào thực hiện mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt mà anh vốn đam mê và đã nghiên cứu học hỏi kỹ thuật trồng tại các địa phương, trên báo, trên mạng Internet. Hệ thống nhà màng của anh có ưu điểm vượt trội, giúp chắn mưa, nắng, ngăn côn trùng xâm nhập. Anh luôn thực hiện tốt chế độ dinh dưỡng và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà chỉ sử dụng phân bón hữu cơ sinh học nên đảm bảo sản phẩm an toàn để sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Ngoài ra, việc sử dụng phương thức tưới nhỏ giọt còn cho chất dinh dưỡng từ phân bón, lượng nước cung cấp cho cây đến tận gốc, đáp ứng tốt từng giai đoạn sinh trưởng của cây và không bị lãng phí nguồn nước tưới. Tuy nhiên, việc trồng dưa lưới trong nhà màng đòi hỏi vốn đầu tư tương đối lớn. Cùng với đó, phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để cho một vụ dưa đạt chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. So với việc canh tác trước kia thì hoàn toàn là nó giữ được cái chất lượng sản phẩm và cái năng suất gấp 3 lần, tạo được cái sản phẩm có giá trị về cả chất lượng lẫn cái tiêu chí về đảm bảo an toàn cho sức khỏe, không có bị dịch bệnh gì và cũng không can thiệp những cái chất xử lý hóa học gì cả. Mong muốn cái mô hình này được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và tạo điều kiện giúp đỡ về cái nguồn vốn, vì cái mô hình này cũng phát triển lên được thì nó cần rất nhiều vốn để đầu tư các công nghệ. Từ 1.000 mét vuông nhà màng, mỗi năm cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng với hai vụ chính từ trồng dưa lưới vàng, sản xuất dưa chuột. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình trồng dưa lưới của anh Hợp còn góp phần tạo việc làm cho từ 3 đến 4 lao động, đồng thời mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Đây cũng là cơ hội giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.